Xuân Sơn, Huyền Anh xin kính chào quý Phật tử và các bạn. Quý vị thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Hát Tán Dương, kính mừng Vu Lan và Phát Bồ Đề Tâm Nguyện. Kính thưa quý vị, lễ Vu Lan không chỉ là một lễ lớn trong nhà Phật, mà còn là dịp để những người con được báo hiếu cha mẹ, tìm về suối nguồn yêu thương. Vì thế, ngày Vu Lan đã trở thành nét đẹp nhân văn đầy ý nghĩa trong truyền thống của dân tộc chúng ta. Kính thưa quý vị, hướng về lễ Vu Lan báo hiếu và Phát Bồ Đề Tâm Nguyện ngày 8 tháng 7 năm Giáp Thìn, các Phật tử đã phát nguyện cùng nhau dâng những lời ca, tiếng hát để kính mừng Vu Lan và tán dương Tâm Bồ Đề. Hôm nay là ngày thứ ba và cũng là ngày cuối cùng trong chương trình Hát Tán Dương, kính mừng Vu Lan và Phát Bồ Đề Tâm Nguyện. Xin kính mời quý Phật tử và nhân dân cùng hát theo ba ca khúc. 1. Vu Lan mùa thứ tư báo hiếu mẹ cha. 2. Dâng lời sám hối mẹ cha. Và ca khúc Vì hạnh phúc chúng sinh hãy phát tâm Bồ Đề. Các đạo hữu ơi, mọi người đã sẵn sàng để bắt đầu vào chương trình chưa? Sẵn sàng, rất sẵn sàng, cực kỳ sẵn sàng. Oh yeah! Vậy thì 3, 2, 1, bắt đầu! Tăng kiến hạ ba tháng an cư thúc liễm thân tâm, mùa Vu Lan mùa chưa tăng tự tư đêm phong lành phổ tế chúng sinh, con chắp tay hướng về chư Phật chúng sinh vô minh tạo bao tội lỗi khiến nổi trôi trong ác đạo ba đường, như diệu pháp Phật truyền phó chưa tăng
chúng con trường pháp màu tâm bảo tạo phúc lành bao hiếu. Trên đời là do 9 tháng 10 ngày ân sâu. Mẹ ơi, con có biết đâu mẹ sống mẹ khổ trong cõi bể dầu. Mẹ đã thức thâu đêm khi con ốm mệt tay ấm tay bờ. Khi con trái ngang mẹ đã khóc ròng chịu nhục người ta. Ơi à, ơi à. Mẹ ơi, con đã lớn khôn trong dòng nước mắt của mẹ càng khô trong sự đói khát cam chịu của cha. Con đã dại khờ phụ mẹ bạc ngờ cha. Con đã dại khờ gây bao tội lỗi, gây bao đắng cay xéo dày lên cha mẹ. Mẹ cha, mẹ cha, cho con một lời xin lỗi, xin nhận cho con một lời sám hối. Ân mẹ công cha con quyết bao đền, xin nhận cho con một lời sám hối. Công ân cha mẹ suốt đời không trên đời là do 9 tháng 10 ngày ân sâu. Mẹ ơi, con có biết đâu mẹ sống mẹ khổ trong cõi bể dầu. Mẹ đã thức thâu đêm khi con ốm mệt tay ấm tay bờ. Khi con trái ngang mẹ đã khóc ròng chịu nhục người ta. Ơi à, ơi à. Mẹ ơi, con đã lớn khôn trong dòng nước mắt của mẹ càng khô trong
sự đói khát cam chịu của cha, con đã dại khờ phụ mẹ bạc ngờ cha. Con đã dại khờ gây bao tội lỗi, gây bao đắng cay xéo dày lên cha mẹ. Mẹ cha xin nhận cho con một lời xin lỗi, xin nhận cho con một lời sám hối. Ân mẹ công cha con quyết bao đền, xin nhận cho con một lời sám hối. Công ơn cha mẹ suốt đời không hạnh phúc nơi niềm
chân đi, hãy phát tâm Bồ Đề. Vì hạnh phúc chúng sinh, hãy phát tâm Bồ Đề. Vì hạnh phúc chúng sinh, hãy phát tâm Bồ Đề. Vì hạnh phúc chúng sinh, hãy phát tâm Bồ Đề. Vì hạnh phúc chúng sinh, hãy phát tâm Bồ Đề. Vì hạnh phúc chúng sinh, hãy phát tâm Bồ Đề. Xin đại chúng hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để Tùy Hỷ và tán thán những tiết mục văn nghệ vô cùng ý nghĩa vừa rồi. Và phần thể hiện vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Hát Tán Dương, Kính Mừng Vu Lan và Phát Bồ Đề Tâm Nguyện. Chắc chắn rằng các ca khúc đã được các quý Phật tử thể hiện trong những ngày vừa qua sẽ mang đến hạnh phúc, an lành và lợi ích cho tất cả những ai tán thán, Tùy Hỷ và hát ca. Và đặc biệt sẽ làm tăng trưởng tâm hiếu hạnh, kiên cố tâm Bồ Đề trong mỗi chúng ta. Và quý vị đừng quên về Chùa Ba Vàng tham dự lễ Vu Lan Báo Hiếu và lễ Phát Bồ Đề Tâm Nguyện vào ngày 8 tháng 7 năm Giáp Thìn. Xin mời quý nhân dân, Phật tử cùng về chùa tham dự hoặc hướng tâm theo dõi thông qua các trang truyền thông. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!